Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 3 tháng 6 cho biết có 280 ca mắc COVID-19 mới, thấp nhất trong khoảng 7 tuần qua. Trong ngày có 214 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, 31 ca đang thở oxy. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.614.583 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 117.374 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, trong ngày 3 tháng 6, có 214 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 10.638.763 ca. Hiện có 31 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 26 ca thở oxy qua mặt nạ, 3 ca thở oxy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy xâm lấn, 1 ca thở máy không xâm lấn, không ghi nhận ca tử vong. Trong ngày 2 tháng 6, có 9.045 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.432.273 liều. Dù số ca mắc mới và nhập viện do COVID-19 ngày hôm nay đã giảm xuống thấp nhất trong 7 tuần qua, đây là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, người dân cũng không nên chủ quan, lơ là trước dịch bệnh, bởi COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bộ Y tế vẫn yêu cầu các địa phương đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch, giám sát, tiến hành kiểm tra công tác tổ chức tầm soát, cấp cứu, thu dung điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 để hạn chế một cách thấp nhất số ca mắc mới, trở nặng và tử vong. Đồng thời đẩy mạnh việc tiêm phòng vaccine COVID-19, ưu tiên bảo vệ nhóm người nguy cơ cao, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người bị suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó, người dân cũng cần chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội bằng các biện pháp phòng chống dịch như là khẩu trang, hạn chế nơi đông người và rửa tay thường xuyên.